Chương Mục Chuông vang Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đông Phương, thần châu đại địa, nơi nào đó vô danh dãy núi nhỏ. Sơn mạch đỉnh tọa lạc một môn phái, môn phái cũ nát suy yếu, cửa lớn trên nguyên bản viết xuất linh phái, đền thờ đều chỉ còn dư lại một nửa. Lúc này, xuất linh phái bên trong đang có năm cái cổng lấy bọc hành lý thanh niên hướng về dưới cây liễu một vị lão giả trâu bạc trắng đang dưới gối quỳ. Sư phụ ở trên, Xin tha thứ đồ nhi bất hiếu. Đồ nhi trong nhà chút có việc gấp, lần đi hạ sơn chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Năm vị thanh niên ngữ khí bi thương, phản phất đúng là trong nhà gặp lớn lao kiếp nạn, không thể không đi. Lão giả trâu bạc trắng ngồi ở trên hòn đá, phất tay một cái nói: "Đi thôi đi thôi, nỗi khổ tâm trong lòng của các ngươi sư phụ đều hiểu." "Tạ sư phụ." Năm vị thanh niên đứng dậy rời đi, ngoài miệng ngôn ngữ không muốn có thể dưới chân bước tiến cũng không tự kiềm chế nhanh hơn mấy phần cách xa hơn một chút sau liền bắt đầu xì xào bàn tán các ngươi đều dẫn theo chút gì ta đem từ đường lật ra một cái cũng không lật tới cái đáng giá vật phi này phá cửa phái mông đều không có xuất linh phái ba mươi năm không từng ra có linh căng đệ tử ngày mai thượng tông liền phái người đến giải tán đến thời điểm không đi cũng phải đi ôi sớm biết ngày hôm nay lúc trước ta sẽ không nên lên núi lãng phí thời gian được rồi đừng nói nữa đi nhanh lên một lúc sư phụ đổi ý sẽ không dễ làm nói thầm thanh để lão giả râu bạc trắng sắc mặt cũng không dễ nhìn hắn nhìn về phía một bên khác quần áo tắm đến trở nên trắng khuôn mặt tuấn tú khoanh chân ngồi ở to lớn bàn thạch trên thanh niên lục sanh ngươi không theo bọn họ cùng đi không bị kêu là lục sanh thanh niên lường một cái ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng ta đi chỗ nào? Sư phụ ngươi nuôi ta 18 năm, có thể 18 năm đến chưa bao giờ để ta xuống núi. Ngươi muốn sớm bảo ta hạ sơn, ta cho ngươi tìm kiếm cái cô nương xinh đẹp làm đồ vợ, chẳng phải đẹp quá. Chờ ngày mai môn phải giải tán, ngươi và ta thầy trò tốt xấu có một nơi đi. Giờ có khỏe không, chỗ nào cũng đi không được. Bạch lục xanh ánh mắt mang theo tiểu u oán. Nói chuyện đồng thời, trong đầu của hắn hiện ra từng hình ảnh chuyện cũ. 18 năm trước hắn còn là một trong tả lót hài tử lúc, bị vứt bỏ ở dưới chân núi, trùng hợp sư phụ Bạch Trường Thọ từ bên dưới ngọn núi trở về, đem lượm trở về, đồng thời nuôi nấng lớn lên, không ai biết thân thế của hắn, nhưng hắn chính mình lại biết. Hắn đến từ một viên xanh thẳm tinh cầu, tục xưng xuyên qua. 18 năm sinh hoạt, Bạch Lục Xanh đã đại thể nhận thức thế giới. Huyển hoặc thế giới, nhược nhục cường thực. Nơi này có một bộ thuộc về mình hệ thống tu luyện, nhưng bởi vì ở chết một góc, sư phụ cũng không từng đề cập, vì lẽ đó Bạch Lục Sanh hoàn toàn không biết. Hắn duy nhất biết đến, chính là người bình thường nếu muốn thoát ly phàm tục trở thành người tu hành, nhất định phải thức tỉnh linh căn, như vậy mới có thể bái vào tu hành trong tông môn, thu được chính thống phương pháp tu hành. Nghĩ tới đây, Bạch Lục Sanh liền không nhịn được ngẩng đầu vọng vọng thiên. Ông trời, ngươi thật sẽ nói đùa ta? Ngươi để ta xuyên qua đến 30 năm trước hẳn là được, khi đó xuất linh phái còn nhân tại xuất hiện lớp lớp, hàng năm đều có sư huynh để thức tỉnh linh căn bị thượng tông tuyển đi, xuất linh phái cũng sẽ bởi vậy được thượng tông ban thưởng, tháng ngày trải qua biết bao thoải mái. Hiện tại ngược lại tốt, 30 năm không từng có đệ tử thức tỉnh linh căn, môn phái sự suy thoái, đã mất đi tồn tại cần phải. Ngày mai thượng tông liền phái người đến đây nghiệm thu thành quả, nếu như môn phái còn ra không được một có linh căn đệ tử liền muốn giải tán môn phái nhưng bây giờ môn phái liền còn lại ta một đệ tử ta muốn có linh căn đã sớm thức tỉnh rồi còn dùng đợi được ngày hôm nay bạch lục sanh thu hồi ánh mắt thầm nghĩ chính mình đại khái muốn như đời trước như thế bình thường sư phụ bạch trường thọ cũng lắc đầu thở dài môn phái đi tới ngày hôm nay là ai cũng không muốn thấy ôi chao sư phụ ngươi có hay không ở dưới chân núi cho ta giấu cái sư nương a à, có nói chúng ta gia hai cùng đi nhờ vả nàng bạch lục xanh sáng mắt lên hỏi đi 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 sư phụ ngươi ta làm người chính trực không gần nữ sắc bây giờ như cũ là thân đồng tử đi chỗ nào cho ngươi biến cái sư nương đi ra sư phụ bạch trường thọ nhất thời thổi râu mép trừng mắt tức giận nói xong đời người sư phụ kia ngươi cũng mau mau dọn dẹp một chút hành lý đi ngày mai chúng ta ra hai hạ sơn ăn xin đi. Bạch lục xanh bất đắc dĩ buông tay, từ bàn thạch trên linh hoạt nhảy xuống. Ở bên trong môn phái tuy rằng không thể như trong tông môn như thế tu luyện, nhưng là học được chút thế giới phạm tục võ công của, so với người bình thường càng thêm linh hoạt biết đánh nhau. Thôi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta gõ chung đi tới. Bạch lục xanh lượt câu nói tiếp theo, bước tiến vững vàng địa hướng về củ nát gõ chung trận đi tới. Gõ chuông. Ôi! Bạch trường thọ nhìn bạch lục xanh bóng lưng, lắc đầu thở dài. Như mặt trời sắp lặn. Xuất linh phái gõ chung trận, nơi này cách mỗi một trường liền đặt một việc thiết chung, thiết chung không lớn, chỉ có người trưởng thành to bằng bàn tay. Những này chung đã rỉ xét loan lỗ, xem ra niên đại cửu viễn. Lúc này bạch lục xanh đang ngồi ở mảnh này gõ chung giữa trường, cầm trong tay cái dùi, chày gỗ, ở thiết chung trên nhẹ nhàng đánh. Đang đang, đang, xa sư hùng hậu tiếng chung nhẹ nhàng rung động, có thể thiết chung rung rẩy phạm vi nhỏ đến đáng thương. Ngươi thật là đủ ngoan cường. Ta từ ba tuổi bắt đầu gõ ngươi, đến bây giờ mười sáu năm, ngỡ ra là không đem ngươi gõ bể. Dọc nước mưa cũng còn có thể thạch xuyên đây, ngươi đúng là cho điểm phản ứng a. Bạch Lục Xanh nhổ nước bọt, ánh mắt cực kỳ hâm mộ rơi vào gõ chung trận hàng trước mấy nhóm bị gõ đến nát bấy thiết chung trên. Những này thiết chung không phải là vật phàm, là thượng tông ban xuống tới bảo bối, chỉ có người mang linh căn thiên kiêu mới có thể gõ bể, cái này cũng là phàm tục tông môn phán đoán đệ tử là có người mang linh căn biện pháp hữu hiệu nhất. Hàng trước thiết chung tổng cộng nát 74 cái. Mang ý nghĩa xuất linh phái từng từng sinh ra 74 vị người mang linh căn tiền bối. Những này tiền bối mỗi một người đều bái vào thượng tông, thành long thành phượng đi tới. Hôm nay là ngày cuối cùng Bạch lục xanh cũng biết chính mình gõ cũng là bạch gõ, dù sao có thể nát đã sớm nát. Nhưng này cái quen thuộc duy trì 16 năm, không gõ luôn cảm giác thiếu chút gì. Gõ chung trận ở ngoài, bạch trường thọ chậm rãi đi tới, đứng ở đằng xa nhìn bạch lục xanh không ngừng gõ chung bóng lưng, bạch trường thọ lắc đầu thở dài, tự nhủ. Lục xanh a, thực sự là khó khăn cho ngươi. Lời nói lời nói tự đáy lòng, sư phụ vẫn đúng là rất hy vọng ngươi có thể gõ bể thiết chung lấy ngươi thiên tư thông minh, lại chịu khổ, nếu là người mang linh căn, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Đáng tiếc. Bạch Trường Thọ ánh mắt ảm đạm mấy phần. Hy vọng là hy vọng, thực tế thì hiện thực. Nếu như hy vọng hữu dụng, phía trên thế giới kia liền không có nhiều như vậy người phàm tục. Sau đó, hắn suy sụp địa xoay người, muốn rời khỏi. Bạch Lục Xanh còn đang gõ chuông. Bỗng nhiên hắn cảm thấy trong cơ thể một trận ấm áp, đặc biệt là trong bụng đang điền vị trí, có một loại cảm giác kỳ diệu, phản phất có món đồ gì sinh ra. 16 năm qua lần thứ nhất có cái cảm giác này. Chẳng lẽ là... Bạch lục San mừng rỡ không thôi, vội vã dùng cái vô gỗ đập vào thiết chung trên. Đang. Một tiếng khá lớn chuông vang truyền ra. Ôi! Bạch trường thọ nghe được chuông vang lần thứ hai thở dài, không có linh căng, gõ đến lại vang lên thì có ích lợi gì. Nhưng mà, chung vang hạ xuống, một đạo hơi yếu vết trạng nước thanh truyền đến. Răng rắc. Nghe tiếng, bạch trường thọ động tác im bặt đi. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.